dạ vâng thưa quý vị và các bạn nhắc đến tiền thưởng Tết thì câu chuyện này không phải là tại một địa phương mà đang xảy ra tại rất là nhiều địa phương trên cả nước do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cộng với việc một số quốc gia như Nga và Ukraine xảy ra chiến tranh khiến cho trên thị trường thế giới một số quốc gia cũng sẽ hạn chế về việc nhập khẩu và điều đó cũng làm ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất tại Việt Nam và mới đây sở lao động thương minh và xã hội Hà Nội cũng vừa có thông tin về dự báo tình hình tiền lương tiền thưởng Tết trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó thì sở này cũng dự báo tiền lương bình quân trung bình của người lao động năm 2022 tăng từ 6 đến 7% một năm so với năm 2021. Tuy nhiên do tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, vì vậy mà mức thưởng Tết của nhiều ngành nghề cũng sẽ bị tác động và giảm. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm chỗ làm việc. Và do vậy, Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề sẽ bị tác động giảm so với năm 2021. Trong đó, mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, xa giày, điện tử và chế biến gỗ. Để đảm bảo chế độ quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao lao động trên địa bàn ra soát thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể nội quy quy chế của doanh nghiệp nhất là các nội dung về tiền lương tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định